Thưa quý khán giả và các đồng chí, vòm sắt của Israel được xem là một trong những hệ thống phòng không tốt nhất thế giới. Lá chắn này đã bị xuyên thủng trước cuộc tấn công bằng rocket của lực lượng Hamas trong thời gian gần đây. Vậy hệ thống vòm sắt có năng lực như thế nào? Vấn đề này sẽ được biên tập viên Huyền Trang phân tích ngay sau đây. Kính thưa quý vị và các đồng chí, phát ngôn viên quân đội Israel IDF Richard Hecht vừa gây bất ngờ khi tuyên bố lực lượng này không công bố tỷ lệ đánh chặn rocket từ phía Hamas. Tôi sẽ không nói cho đối phương số vụ đánh chặn của chúng tôi. Động thái này trái ngược với truyền thống của IDF khi trước đó họ thường xuyên công bố thống kê về các vụ đánh chặn rocket, trong đó có tổng số rocket nhằm vào lãnh thổ Israel và tỷ lệ hệ thống vòm sắt đánh chặn thành công. Đồng thời, thông báo này đánh dấu thay đổi trong chính sách thời chiến của Tel Aviv. Bắt nguồn từ lo ngại, Hamas tận dụng thông tin cho những cuộc tấn công vào Israel trong thời gian tới. Giới chức Israel trước đó tiết lộ đang lên kế hoạch đối phó nguy cơ, hạn chế nguồn cung tên lửa Tamir cho hệ thống vòm sắt, đề phòng trường hợp giao tranh lớn kéo dài. Trong đợt tấn công mở đầu vào lãnh thổ Israel hôm 7 tháng 10, Hamas tuyên bố phóng hơn 5.000 rocket chỉ trong vòng 20 phút. Sau đó 2 ngày, đại sứ Israel tại Hoa Kỳ Michael Hedgehog cho biết lực lượng Hamas đã phóng hơn 4.000 quả rocket vào Israel. Nhiều quả đạn đã vượt qua hệ thống vòm sắt và lao vào loạt mục tiêu, trong đó có thành phố Tel Aviv, gây thương vong cho dân thường và hư hại cơ sở hạ tầng. Lực lượng Hamas nhiều năm qua đã tìm cách khai thác điểm yếu của vòm sắt. Lực lượng này hồi năm 2019 tuyên bố có khả năng vô hiệu hóa hệ thống đánh chặn này bằng chiến thuật phóng lượng lớn rocket vào một mục tiêu duy nhất. Chuyên gia quân sự Nga Yuri Knutov chỉ ra rằng, mặc dù vòm sắt là một hệ thống phòng không tinh vi, nhưng vẫn có những lỗ hổng. Theo đó, một hệ thống vòm sắt chỉ có thể bảo vệ một khu vực tương đối nhỏ, khoảng 150 km2. Ngoài ra, vòm sắt hiệu quả khi đối phó với một số lượng nhỏ các mục tiêu đang lao tới, nếu tất cả đều tiếp cận từ cùng một hướng. Trong trường hợp có một cuộc tấn công dữ dội hơn, gồm ít nhất khoảng 100 quả tên lửa, vòm sắt thường không hiệu quả và các tên lửa vượt qua hệ thống này tấn công các mục tiêu đã định. Theo ông Knutov, các tay súng Hamas vào hôm 7 tháng 10 đã cố tình phóng loạt tên lửa từ các hướng khác nhau nhằm áp đảo hệ thống phòng thủ vòm sắt của Israel. Khi vòm sắt chặn loạt rocket đầu tiên, hệ thống này không thể đối phó với loạt rocket thứ hai được bắn sau loạt đầu tiên gần một phút. Do vậy, rocket từ các loạt bắn liên tiếp sẽ tiếp cận mục tiêu trên thực tế mà không bị cản trở. Đồng thời, chuyên gia người Nga lập luận rằng chiến thuật này về cơ bản tận dụng sự kém hiệu quả của hệ thống vòm sắt. Không chỉ gặp khó từ chiến thuật gây quá tải của Hamas, các hệ thống vòm sắt cũng gặp giới hạn về năng lực hậu cần khi phải chống chịu những đợt tập kích quy mô lớn trong thời gian ngắn. Theo đó, Israel từng tiết lộ kế hoạch biên chế tổng cộng 15 hệ thống hoàn chỉnh với một khẩu đội vòm sắt đầy đủ, chỉ có khoảng 60 đến 80 tên lửa Tamir sẵn sàng chiến đấu, khiến tổng số tên lửa đánh chặn của Israel không quá 1.200 quả. Các khẩu đội được phân bố dàn trải để có thể trợ chiến cho nhau, nhưng điều này cũng khiến chúng không thể đối phó cuộc tấn công áp đảo từ hướng cố định. Quân đội Israel thường dùng 2 đạn tên lửa cho một mục tiêu để tăng tỷ lệ đánh chặn thành công. Chiến thuật này phù hợp để đối phó với các cuộc tập kích lẻ tẻ với lượng ít rocket, nhưng không thể áp dụng với những đợt tấn công có số mục tiêu vượt ngoài số tên lửa đánh chặn. Ngoài ra, chênh lệch chi phí, đặc biệt là khi những cuộc tấn công quy mô lớn vẫn tiếp tục, có thể khiến nguồn cung tên lửa của Israel nhanh chóng suy giảm. Một tên lửa đánh chặn Tamir của vòm sắt có giá ít nhất là 20.000 đô la Mỹ, trong khi tên lửa do lực lượng Hamas sử dụng chỉ có giá khoảng 2.000 đô la Mỹ một chiếc. Trước tình hình trên, các quan chức Nhà Trắng tối ngày 8 tháng 10 họp với lãnh đạo Hạ viện Hoa Kỳ để thảo luận về biện pháp tăng cường hỗ trợ với Israel, trong đó có đạn tên lửa Tamir cho hệ thống. Tờ Washington Post cho biết, Tel Aviv trước đó đã đưa ra hàng loạt đề nghị viện trợ cụ thể với Washington, trong đó có bổ sung kho dự trữ tên lửa Tamir, bom dẫn đường cỡ nhỏ SDB và đạn súng máy. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Kirby sau đó xác nhận lô hàng viện trợ an ninh đầu tiên của Washington cho Tel Aviv đang trên đường vận chuyển đến Israel. Động thái này nằm trong thỏa thuận về việc sử dụng nguồn cung quân sự hai chiều giữa hai nước. Ngoài ra, vào năm 2014, Hoa Kỳ đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Israel về sản xuất một số bộ phận của vòm sắt. Theo đó, chính quyền Washington đã chi khoảng 3 tỷ đô la Mỹ mỗi năm để hỗ trợ và phát triển hệ thống này.
Các nguồn tin cũng cho biết kho dự trữ tên lửa Tamir của Israel vẫn đảm bảo trong thời gian ngắn, nhưng nước này nhiều khả năng sẽ cần thêm nguồn cung từ Hoa Kỳ nếu xung đột kéo dài. Hiện tại, những diễn biến căng thẳng tại Israel tiếp tục leo thang. Vòm sắt vẫn là hệ thống phòng không có năng lực nhờ khả năng của đơn vị radar có thể xác định liệu một tên lửa đang bay tới có gây ra mối đe dọa cho khu vực đông dân cư hoặc cơ sở quân sự hay không, nhằm tránh lãng phí đạn và một rocket có thể rơi ở khu vực vắng vẻ.